Mến chào cô bác anh chị, các bạn và các em. Đậu hũ nó là đạm thực vật rất tốt cho sức khỏe và có thể nấu được nhiều món ăn ngon từ món chay cho đến món mặn. Nhận được yêu cầu chia sẻ món ăn chay, hôm nay mình khuyên chia sẻ công thức và cách làm món đậu hũ. Mình có thể ăn với cơm hoặc là ăn no không cần cơm. Cho người ăn chay hoặc là cho người ăn mặn đều được. Bây giờ mình sẽ cùng mình khuyên bắt đầu nấu món này. Rất nhanh và đơn giản, nhưng mà rất ngon. Ở đây mình có 20g nấm mèo khô. Mình nên lựa mua cái nấm hai da thì khi mình ngâm nó ra nhiều lắm. Và thường là mình sẽ ngâm nước ấm, tức là mình cho cái nước nóng từ vòi đó, khoảng 50 độ C, ngâm trong vòng 20 phút. 800ml nước mình cho vô nồi. Trong nồi mình cho 1 muỗng canh muối. Sau đó mình đậy nắp lại và nấu ở đây chờ cho sôi. Trong lúc này thì mình sẽ lấy 80g hành tây, tức là củ hành tây trắng hoặc là tím đều được. Và mình cắt lát mỏng chừng khoảng 2,5mm, giống như mình khuyên ở đây. Ở đây là một cọng hành lá. Cái đầu gốc trắng này mình sẽ đập dập để cho nó ra mùi hương. Sau đó mình cắt nhuyễn. Phần lá xanh thì mình cũng cắt thiệt nhuyễn luôn. Nếu mà ăn được cay thì mình lấy ức hiểm, còn không thì cắt ức sần không cay giống mình khuyên. 7g gừng thì mình sẽ cắt nhỏ ra, băm hoặc là cắt sợi cũng được. Mình khuyên cắt sợi nhỏ thiệt nhỏ luôn. Đây là miếng đậu hũ 450g, mình nên chọn đậu mềm hoặc là đậu cứng cũng được, nhưng mà đậu mềm sẽ ngon hơn. Có thể làm hoặc là mua. Và nếu mà làm thì mình có thể nhìn lên góc phải màn hình. Mình Quyên đã có chia sẻ công thức và cách tự làm đậu hũ. Bây giờ nước sôi mình sẽ cho vô và luộc lửa trung bình trong vòng 10 phút. Mở nắp luôn. Nấm mèo sau khi nở, mình sẽ rửa nhiều lần nước cho thiệt sạch. Rồi mình bỏ cái gốc đi. Sau đó thì mình sẽ cắt sợi ra và kích cỡ mà ngon nhất đó là 3 cho đến 3,5mm hoặc là 4mm, tức là 4 ly đó. Mình đừng cắt nhỏ quá nó cũng mất độ giòn. Rồi ở đây là bún tàu chứ không phải là miếng, tuy nhiên cũng có thể sử dụng miếng được luôn. Bún tàu thì cho món ăn nó ngon hơn. Mình khuyên lấy 100g thì cho vô trong cái nước này, là nước từ vòi bình thường đó. Mình sẽ ngâm trong vòng khoảng 5 phút. Đậu hũ sau khi luộc xong mình sẽ vớt ra chờ cho nó hơi nguội xíu, rồi cắt ra. Tùy theo mình thích kích cỡ sao cũng được, nhưng mà thường trong món này là mình khuyên thấy ngon nhất đó là mình sẽ cắt miếng nhỏ nhỏ, độ dày tối đa là 4 ly. Bởi vì mình cắt nhỏ quá nó cũng dễ bị nát, còn cắt lớn thì nó khó thấm gia vị đó. Cắt giống mình khuyên ở đây nè, như vậy là vừa. Sau khi mình cắt đồ hũ xong thì bún tàu bây giờ mình vớt ra và lấy kéo mình cắt cho nó ngắn lại. Bởi vì nếu mình để dài quá một chút nữa mình gắp ăn nó hơi vướng, hơi rối đó. Còn nếu mà ngắn quá thì nó cũng dễ bị nát. Do đó thường là mình khuyên cắt 5 cho đến 7cm. Mình cứ cầm kéo lên gì mình nhấp là xong. Rồi mình cho vô chảo một muỗng canh dầu ăn, chờ cho dầu nóng lên. Đầu tiên thì mình sẽ cho hành tây cắt lát vô nè, với lại gừng luôn. Mình phi ở lửa lớn cũng rất nhanh. Khi mà nó lên cái mùi thơm rồi, lúc này mình sẽ cho nấm mèo vô. Mình sẽ để lửa trung bình, sau đó mình xào nấm mèo trong vòng 1 phút hoặc là 1 phút 30 giây. Đây là tương hột, mình có thể mua hoặc là làm. Hôm trước mình khuyên cũng có chia sẻ công thức và cách làm rồi. Nếu mình làm thì mình lấy nhiều hơn xíu cũng được. Còn mua thì mình lấy 80g thôi. Bởi vì cái tương hột mà mình mua này nè,
là nó sẽ có cái vị mặn hơn là tương hột mình làm. Video công thức mình khuyên để trên góc phải màn hình, mình có thể coi để làm nè. Sau đó thì mình sẽ đảo đều, vẫn để lửa trung bình luôn, mình xào cho nó thấm gia vị. Nêm vô đây là 1/2 muỗng cà phê bột nêm, bột nêm chay, 1 muỗng cà phê đường, với lại 1 muỗng cà phê nước tương. Đây là dầu hào chay, mình sẽ cho 1 muỗng cà phê luôn. Cuối cùng là tiêu xay. Bây giờ mình sẽ tắt lửa và mình sẽ đảo nhanh qua. Sau đó thì cho hết bún tàu vô. Lúc này mình cũng tắt lửa luôn. Mình chỉ đảo trộn cho đều thôi, để cho nó thấm đều gia vị. Trộn xong mình thấy nó thiệt đều giống như mình khuyên ở đây. Lúc này mình sẽ đi nấu một nồi nước và chờ sôi. Quay lại đây mình sẽ lấy một cái dĩa. Mình cho xuống dĩa là 1/2 cái lượng mình vừa xào xong. Chừa ở đây là 1/2 trở lại. Giang đều. Xong rồi mình sẽ rắc hành lên. Có thể xếp từng lát đậu hũ lên. Xếp làm sao cho nó đẹp đẹp cũng được. Rồi tất cả cái lượng lúc nãy còn lại mình cho hết vào đây. Giang đều. Ở đây mình khuyên có 1 muỗng canh dầu hành phi. Nếu không có thì mình sẽ làm. Rồi mình cho 1 muỗng cà phê nước tương để mình trộn đều lại. Cái này là mình rưới đều lên trên cái chỗ đậu hũ đó. Bởi vì cái phần đậu hũ này mình cho lên cho nó có vị. Cái phần nhân bên trên đó là mình không có cho bởi vì lúc nãy mình đã xào rồi. Mình sẽ cho cái dĩa vô cái sửng hấp. Hoặc là nếu mà không có cái sửng này thì mình có thể hấp cách thủy. Tức là mình lót cái chén vô trong nồi, cái mình đặt cái dĩa đậu hũ vô là mình hấp thôi. Còn mình khuyên cho vô sửng và hấp lửa lớn luôn trong vòng 5 phút. Mình sẽ lấy một nắm tay đậu phộng. Sau đó mình sẽ cho vô nồi chiên không dầu, tức là air fry. Mình để 160 độ C trong vòng 5 phút làm được đậu phộng rang. Đậu hũ của mình đã chín rồi sau 5 phút hấp. Mình đừng hấp lâu quá thì bún tàu nó sẽ dễ bị nát. Sau đó thì mình cho ớt nè. Rồi rắc hành lá lên. Món này ngon lắm luôn, mặc dù mình nấu rất đơn giản và rất nhanh nữa. Như vậy là đã xong. Mình cho ra bàn ăn, có thể ăn với cơm hoặc là ăn không như vậy luôn. Món này rất hợp với đầy đậu phộng rang giả dập. Cô bác anh chị em và các bạn mình thấy món này ngon ghê chưa? Và nấu nó cũng nhanh quá chừng luôn. Đậu hũ mình nấu cách này nó mềm ngon và không có bị dầu mỡ. Sợi miếng nó có độ dai, mềm, tơi rời, không nát, thấm vị, hòa quyện với lại hương vị thơm ngon và bùi béo từ tương hột nè, từ đậu phộng rang, kết hợp với lại độ giòn của nấm mèo rất là kích thích vị giác, giúp cho mình ăn ngon miệng hơn. Bình Quyên mến chúc nhà mình luôn được nhiều sức khỏe và nấu ngon với Bình Quyên. Nếu thích video thì bấm like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem, đăng ký kênh để nhận thông báo khi Bình Quyên có video mới và vào xem sớm nhất. Và Bình Quyên xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.